Cấm Thành là tác phẩm của người Việt. Từ Cấm Thành là một biểu tượng văn hóa của Trung Quốc, là di sản bằng gỗ bậc nhất thế giới được UNESCO công nhận. Tuy nhiên ít ai biết rằng cha đẻ của công trình này là người Việt Nam. Nguyễn An là người Hà Đông, là quan triều Hồ. Từ nhỏ, Nguyễn An đã nổi tiếng thần đồng, giỏi tính toán và có tài năng hơn người về kiến trúc. Sau khi nhà Hồ bị quân Minh đánh bại, ông bị bắt sang Trung Quốc làm thái giám. Biết tin Nguyễn An có khả năng tính toán kiệt xuất cộng thêm hiểu biết sâu rộng về kiến trúc, vua Minh cho ông phụ trách xây dựng cuối cùng. Khi ấy, quan lại ở Bộ Công không phục, nhưng khi thấy Nguyễn An tính toán rành mạch, họ mới chấp nhận tổng đốc công này. Nguyễn An đã chỉ huy và xây dựng nên một tử Cấm Thành uy nghi trong vòng 17 năm, trong đó có 13 năm chuẩn bị, tính toán thông số để thiết kế công trình, tập trung nguyên vật liệu và nhân công. Còn quá trình xây dựng chỉ vỏn vẹn 3 năm. Khi cung Cẩn Thanh, Khôn Ninh bị cháy, Nguyễn An một lần nữa được giao xây dựng lại. Sau một năm ngắn ngủi, ông đã hoàn thành kiến trúc tử Cấm Thành tuyệt mỹ như hiện tại. Tử Cấm Thành có những ảnh hưởng bởi kiến trúc Việt Nam như tiền triệu hậu thị. Trong khi những hoàng thành trước đó Trung Quốc hình vuông thì Tử Cấm Thành là hình chữ nhật. Nguyễn An được ghi nhận như một kỳ nhân, là người có công với Trung Quốc. Những đóng góp của ông được ghi rõ trong các bộ sử cổ như Hoàng Minh Thông Kỷ, Anh Tông Chính Thống Thực Lục. Tuy nhiên ngày nay không phải ai cũng biết nhà kiến trúc này. Người Trung Hoa đời sau đã cố tình lờ đi vai trò của Nguyễn An trong việc xây dựng thành Bắc Kinh. Đến khi nước Đức làm một bộ phim tài liệu về Tử Cấm Thành, tài năng của Nguyễn An mới được thể hiện rõ rệt hơn.